Đây là tiếng nói Lach Radio Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lach nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 148 của bộ truyện Cầu Ma Tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lach Thì tập này được mang tên là Trưởng Duyên Sinh Diệt Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha Dạ. Khi bốn chữ vang vọng ở Thái A Tinh Thì người đạo nhân rung bần bực Gã thấy thanh niên tóc tím bước sang một bước Lại xuyên qua một nửa tinh vực Thế lực trấn thủ âm thánh chân giới Xung quanh vô số tu chân tinh nổ tung Khi đối phương xuất hiện Không ngờ thay đổi quỹ tích vận chuyển Như là cùng tránh đi không muốn tới gần Âm âm lùi lại bốn phía Tu vi như vậy, thần thông như vậy Đủ khiến cho người trông thấy phải sợ hãi mặt ta rồi sâu. bốn chữ thốt ra người đạo nhân lùi lại tám đứa con nít biểu tình hoàn toàn là sợ hãi chúng lùi bước vì trong hình ảnh họ thấy thanh niên tóc tím lại bước sang một bước trước mặt thanh niên xuất hiện một ngôi sao đó là nhân tinh vặn vẹo như than đó là thái a tinh mà họ ở trời đất ầm vang mặt đất chấn động chưa từng có trong thái a tinh phát ra tiếng nổ điếc tai trong thanh âm ầm ĩ mọi người bao gồm cả đạo nhân trông thấy thanh niên tóc tím trong hình bước ra ngoài một bước đạp trên mảng cỏ hình ảnh quái dị cho nên khiến cho đám đạo nhân có ảo giác là tô minh bước ra từ hình ảnh nhưng mà sự thực là tốc độ của hắn quá nhanh thời gian một câu hỏi chỉ ba bước đạp xuống hắn từ trong cái phong không trận đi thẳng đến chỗ mục tiêu thái a tinh vì tốc độ cho nên tạo thành ảo giác mãi đến khi tô minh đạp trên mặt cỏ của thái a tinh câu nói hoàn chỉnh cũng vang vọng tám hướng ngươi không nhận ra mặt ta rồi sao bàn chân tu minh đạp xuống mặt cỏ dưới chân liền của tia chớp khó tán ra tia chớp lấy tu minh làm trung tâm chớp mắt phủ lên cả đại lục trong thời gian ngắn thảo nguyên xanh tất cả cỏ xanh biến thành màu tím toàn bộ héo rút như là lộ ra bản chất đó là mũi nhọn vô tận khi tia chớp của tu minh bao phủ những con thú tràn ngập linh tính rung lẩy bẩy người đảm máu một tiếng gầm thay lương thân hình chúng nó tan vỡ từng mảnh thú hung tợn sinh ra từ thân thể của chúng mỗi một mảnh thú đều cực kỳ xấu xí có ảo ảnh khổng tước tàn khuyết chúng nó rít gào quỳ rạp xuống đất bị ý niệm của tu minh ức chế không dám nhúc nhích hình như khoảnh khắc này tu minh chính là chủ của trời sau phạm vi màu tím của hắn khống chế ý chí bao gồm trời đất bầu trời sau còn có khung trời vô tận thân thể tám đứa con nít bị tia chớp đen khuất tán phát ra tiếng nổ chỉ thấy trán tám người xuất hiện vệt máu kéo dài toàn thân như biến thành hai nửa hòa tan tựa như bị ăn mòn từng da lộ ra mặt quỷ hung tợn dưới lớp da người đó đâu phải là con nít gì chứ rõ ràng là tám cái như là lệ quỷ vậy tám người này hiện ra trước mặt tu minh thân thể cao 3 mét người đẫm máu bộ dạng vặn vẹo sau lưng của chúng xuất hiện tàn ảnh ảo ảnh khổng tước Đáng chúng cũng có cái ứng ký khổng tước giống như là khổng hoàng vậy. Tu vi của chúng tỏa ra uy nhiếp, toàn bộ là trình độ gần như đỉnh trung kỳ vĩ giới. Tám tên này, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hiện tại người run bần bực, cùng gạo hướng Tu minh, lầu nhanh hướng hắn. Trong mắt của chúng có điên cuồng, không có thứ gì chất chứa ngoài điên ra, nhưng muốn xé nát tất cả kẻ địch. Nhưng mà khi tám tên đến gần tu minh, thì hắn mặt không biểu tình, giơ tay phải lên tùy ý ấn một cái, trời đất ầm vang, thân thể tám người bỗng rơi xuống, như có lực lượng vô hình đè ép lên người của chúng, ứng chặt xuống đất. Tám tu sĩ không người không quỷ này trong lòng nổi lên sợ hãi, dù chúng mất đi lý trí nhưng vẫn còn bản năng, khiến chúng rung rẩy sắp tinh thần thác loạn. Khi tu Minh giơ tay phải, trong thân thể tám người nổ vang, biến thành cái lũ khối xanh tan vỡ, ngưng tụ bốn lông chim màu xanh rơi vào lòng bàn tay của tu Minh. Chưởng duyên sinh diệt Đạo nhân nhìn chầm chầm tô minh Gã nhận ra đối phương Người này chính là ngàn năm trước Bị gã dẫn đội truy sát Mặt tô Khi nhận ra thân phận tô minh Trong đầu gã không thể tin nổi Cũng kinh hoàng Gã không chút do dự Khiến ấn ký lửa ở trán chớp lóe mãnh liệt Lập tức phủ lên toàn thân gã Trông như lửa cháy hừng hực Cùng lúc đó có ba ý chí quét qua trời sau Ý chí bọn họ quét qua thì trời sau có dấu hiệu rạng vỡ, đó là ba hơi thở kiếp dương đang từ xa lao tới. Nhìn tốc độ thì e rằng khoảng hơn 10 giây nữa liền tới ngay. Sau ba ý chí, lại có hai ý chí thoát ra tan thương, như ẩn chứa năm tháng vô tận, chớp mắt đến gần. Ý chí cường đại vượt qua kiếp dương, gần như là chữ nguyên sinh diệt. Bọn họ chỉ cần hai giây để đến. Nếu chỉ như vậy thì thôi, nhưng sau năm ý chí hình như có tiếng thở dài, truyền ra từ Thái A Tinh, tiếng thở dài như ẩn chứa lực lượng khống chế chúng sinh khi truyền ra khiến tia chớp tím của tu minh phải khựng lại đến thực nhanh mà tu minh lắc đầu ý chí hắn tỏa ra tia chớp tím ầm vang phủ lên toàn ách thương khiến tinh cầu chớp mắt hoàn toàn thành màu tím khiến cho một người thoạt nhìn lại thanh niên mặc đồ đỏ vừa xuất hiện ở phía bên ngoài thái a tinh diện mạo tuấn tú chỉ có ở vị trí ở trán tồn tại nếp nhăn trông rất là quái dị đặc biệt là trong mắt ẩn chứa tăng thương, chúng sinh không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Y đứng ở giữa tinh không, xung quanh quy tắc và pháp tắc không trung vặn vẹo theo, ảm đạm, dường như vì ý chí của Y mà thay đổi hàng loạt. Lão Phu là Hoành Tăng Tử, một trong cung phụng thế lực trấn thủ âm thánh trường giới. Vị đạo hữu này tại sao lại đến đây? Xin cho biết, giới trưởng nguyên của người chỉ ngăn được Lão Phu hơn 10 giây. Cần gì phải làm như vậy chứ? trông thấy a à tinh tô minh thu lại tầm mắt nhìn bầu trời tiến tới trước hắn không để ý đạo nhân thân thể vòng quanh ngọn lửa mà đi hướng cái lều nơi này mới là mục tiêu của hắn đạo nhân thụt lùi tinh thần rung động tô minh cường đại gần như khiến cho ý chí của gã tan vỡ bây giờ làm sao dám ngăn cản được đây cũng chính lúc đó rèm bị vén lên một cô gái mặc áo dài màu xanh đi ra nhìn tô minh ánh mắt cô chất chứa phức tạp oán hận nhưng nhìn bộ dạng tô minh xong thì ngẩn ra ngươi không phải hắn cô gái giọng câu vút nói cô lập tức lùi lại đôi tay ấn pháp quyết lập tức trước mặt xuất hiện một cái vườn mặt trời xanh trong mặt trời có một khổng tước màu xanh dường như mặt trời là cái đuôi khổng tước xòe ra vậy ta không phải là hắn nhưng ta đến tìm cô tô minh lạnh lùng nói hắn nhấc chân tiến tới trước thân thể đụng vào cái mặt trời xanh mặt trời tan thành nhiều mảnh tô minh xuất hiện trước mặt cô gái giơ lên tay phải dùng khí thế và tốc độ cô gái không thể chống cự bóp cổ cô nhấc người lên đưa cho ta tất cả lông chim và thân thể thuộc về hắn mà cô có nếu không chết ta cho cô ba giây suy nghĩ tôi minh nhìn cô gái bình tĩnh nói một hai ta hận hắn cô gái áo xanh bị tu minh bóp cổ đôi mắt có tơ máu nhìn chằm chằm hắn bỗng cười thê lưng tiếng cười kia tràn ngập oán độc chất chứa thù hận sâu đậm tù mình nhíu mày tia chớp tím bùng phát trên bàn tay phải khô tán toàn thân cô gái áo xanh tiếng bông bốc quanh quẩn thân hình cô gái áo xanh bị tia chớp tím phủ trùm giống như bốc xuống một cái từng da lộ ra bộ dạng thực sự đó là bộ dáng tóc tai bù xù khắp người đầy vết sẹo có máu chảy ra khuôn mặt dữ tợn như lệ quỷ trán của cô cũng có một cái ấn ký khổng thước nhưng mà ấn ký này khác với mọi người là nó không phải ảo ảnh mà dùng chính lông chim xanh nhỏ xíu dán vào trán làm trang trí. Hắn quả nhiên là bị thương. Người có thể tới đây đòi lông chim chứng minh hắn bị thương nặng. Kế hoạch của ta thành công cho dù hắn không đích thân tới nhưng người tới thay hắn đủ rồi. Cô gái biểu tình thê lương nhưng đôi mắt từ máu tỏa sáng người. Tuy nhiên bây giờ trông cô giống như người điên vậy. Ba, Tu Minh lạnh lùng đếm, không thèm để ý cô gái đang lớn tiếng hét. Khi Tu Minh thốt ra cái chữ ba, trên tay hắn tia chớp tím đi đùng, khí thế hủy diệt chúng sinh ngưng tụ. Giờ phút này nếu hắn muốn tiêu diệt cô gái thì chỉ trong một ý nghĩ. Lòng chim là ta sai khiến kiếm thị đưa đến vị địa Tây Hoàng. Người chiếc đạo nhân, ta liền nói hết sự thật cho ngươi, đưa tất cả lòng chim ta có cho ngươi. Cô gái áo xanh rít giọng nói. Khi cô thốt lời thì tay phải tu minh phát ra tiếng nổ, lập tức cô gái rên rỉ. tu Minh thả tay ra, cô gái học ra bãi máu, lão đảo lùi bước. Giọng tu Minh lạnh lùng vang lên. Mặt tôi ta không phải kiếm của người nắm trong tay, bị ngươi lợi dụng, giết người thay ngươi. tu Minh giơ tay phải vung hướng cô gái áo xanh, lập tức trên người cô có nhiều phụ văn thường nguyên xuất hiện, giống như phong ứng bao phủ lấy cô vậy. Ngươi cũng không có tư cách dùng nó áp chế ta, khiến ta ra tay, nhưng niệm tình ngươi cung cấp manh mối, mặc ta có thể giúp ngươi một lần. Nhưng cái giá ra tay thì ngươi phải thanh toán được. Tô Minh lạnh lùng nói, tay phải vung lên, giơ ngón trỏ chỉ vào trán cô gái áo xanh. Cái chỉ này phút chốc người cô gái áo xanh rung bần bật. Cô cảm giác ngón tay để ở trán tựa như một cái vòng xoáy đang nhanh chóng nuốt sinh mệnh của mình. Chớp mắt tuổi thọ 3.000 năm đã mất. Mặc dù khuôn mặt cô gái xấu xí nhưng vẫn có thể thấy rõ sự già nua. Lần đầu tiên mặt cô lộ ra sợ hãi ta biết không ma, hắn cũng quen ta, ngươi là bạn của hắn, ngươi nên. cô gái áo xanh kinh khủng cảm nhận sinh mệnh dần trôi đi, hét chối tay. hắn là bạn của ta, nhưng ngươi thì không. mắt tu minh chật lóe, tiếp tục hút hai ngàn tuổi thọ của đối phương. tu minh dừng ngón tay rời khỏi trán cô gái, hắn không có cách nghĩ yêu ai yêu cả đường đi lối về. trong suy nghĩ của tu minh thì bạn bè có thể là bất cứ loại nào, bạn của bạn thì chẳng liên quan gì đến hắn cả cái tên khổng ma thoát ra từ miệng cô gái hiển nhiên ý chỉ hạt độc lông tô minh xoay người ánh mắt lạnh lùng liếc đạo nhân bị ngọn lửa vây quanh hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản bên trong ẩn chứa bí ẩn từ lời nói và biểu tình của cô gái áo xanh tô minh đoán ra được một chút chút đạo nhân biến sắc mặt gã không ngờ ngủ lệ tử muốn gã chết nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ khi tô minh liếc mắt qua đạo nhân lập tức lùi nhanh bất chấp tất cả chạy trốn lông gã hồi hộp bị rung động cùng sợ hãi tràn ngập Giờ phút này trong đầu gã chỉ có một ý nghĩ duy nhất là bỏ trốn. Không tiếc mọi thứ trốn đi, sâu tận đáy lòng gã nổi lên căm hận ngũ lệ tử vô cùng. Chính lúc này Nguyên Thái A à Tinh rung lên, ý chí bàn bạc như sắp từ bên ngoài tinh cầu giáng xuống. Đây là điểm báo tu minh bao bọc chỗ này sắp bị tan vỡ rồi. Tu minh ngẩng đầu nhìn bầu trời, biểu tình như thường. Khi đạo nhân lùi lại thì hắn giơ tay phải lên, chỉ hướng gã. Cái chỉ này như quyết định sinh tử, thay đổi quy tắc, nghịch chuyển lực lượng pháp tắc ầm vang, đạo nhân thuộc lùi chưa đến 10 mét thì xung quanh có thi chớp tím giáng xuống, tập trung vào người gã. Tiếng nổ không dứt, đạo nhân gào thét, ứng ký chút hỏa trên trán gã chớp lóe, khiến cho ngọn lửa xung quanh đốt cháy càng mãnh liệt, như muốn đối kháng cùng thi chớp. Tùy theo thi chớp tím ngưng tụ, trong tiếng nổ, đạo nhân học máu, lão đảo thụt lùi, tất cả ngọn lửa ngoài người gã khoảnh khắc vỡ vụn mắt thấy thì chấp tím lại đến gần định hủy diệt gã chân tướng đại nhân cứu ta đạo nhân phát ra tiếng thét tuyệt vọng ứng ký chúc hỏa ở trán gã trong khoảnh khắc tan vỡ thành bốn năm mảnh người đạo nhân như biến thành đèn linh hồn và sinh mệnh trở thành lửa từ xa nhìn lại giống như gã không phải là một tu sĩ mà biến thành một cái ngọn đèn đang đốt lửa thì chớp tím phủ lên chớp mắt va chạm cùng chút hỏa tiếng nổ ngập trời bỗng nhiên bên ngoài chút hỏa thân hình Tu minh bước ra vừa lên tay phải bàn tay hắn nhượn chứa năm tháng là ngưng tụ năm ngàn năm sinh mệnh của cô gái áo xanh hóa thành một cái thước thượng thông thời gian bóp lấy ngọn đèn lửa này sẽ tắt Tu minh lạnh nhạt nói chút hỏa lập tức tắt khối trắng lan tỏa cùng tắt còn có sinh mệnh của đạo nhân đây là một trong bổn mệnh thần thông của ách thương ách chúng thương sinh bây giờ ngươi có thể nói chưa tôi mình xoay người lạnh lùng nhìn cô gái áo xanh cô gái mặt tái nhợt và nuôi rất nhiều đây không phải năm ngàn năm từ từ trôi qua mà chớp mắt bị rút đi thời gian cho nên cô không thể lập tức khiến khuôn mặt trở lại như cũ đưa tặng lông chim là kế hoạch của ta cũng là chút hỏa ngầm chấp thuận mục đích là dẫn dụ khổng ma đến đây nếu hắn thấy lông chim lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ đến đây nếu hắn đến thì sẽ trúng cái bẫy của ta và chút hỏa nhưng ta là vô tội nếu ta không làm như vậy thì cuộc đời sẽ thành người không ra người quỷ không ra quỷ đó không phải là điều ta mong muốn tất cả đều là vì hắn và chúc hỏa có lỗi với ta không biết chúc hỏa chân tướng từ chỗ nào có được một nửa thân thể của khổng ma lấy đó mà tu hành ở trên người ta dung hợp huyết vũ của khổng ma định tìm tội bí mật khổng ma ta không thể chống cự chỉ đành im lặng chịu đựng biến thành bộ dạng như hiện giờ nhưng mà chúc hỏa hứa với ta nếu thành công thì bà ta sẽ thả cho ta tự do Bà ta muốn nuốt hồn của khổng ma Tất cả đều do bà ta chủ đạo Bà ta còn đem ý niệm bám vào người đạo nhân Để theo dõi ta Người muốn lông chim nằm ở trán ta Có tổng cộng chính mảnh thanh sư chi vũ Toàn bộ đều ở đây Nhưng những thứ này chỉ là một phần trong màu xanh Số còn lại ở chỗ trúc hỏa Nếu người muốn có hết tất cả Thì phải đi giết trúc hỏa Mới nãy người đã giết ý niệm của bà ta Giết sứ giả của ta Người và bà ta cho dù không tồn tại khổng ma Thì cũng đã kết thù rồi Giết bà ta, ngươi sẽ có được toàn bộ điều mình muốn. Giết bà ta thì ngươi cũng được tự do. Tù mình bình tĩnh nói. Tù mình giơ lên tay phải vung đằng trước. Cô gái áo xanh hét thảm một tiếng. Chính mảnh lông chim ở trán bay ra rơi vào tay hắn. Bỗng bầu trời ầm vang, động đất. Vài ý chí bàn bạc chợt giáng xuống. Trong những ý chí, cái mạnh nhất gần như che đậy khung trời nơi đây. Có tiếng thở dài quanh quẩn tám hướng. Đạo hữu cần gì phải làm như vậy chứ Chỗ này không phải là nơi ngươi tùy tiện đến đi như vậy đâu Trời đức ầm vang Khoảnh khắc vài ý chí dán xuống Tụi mình ngưỡng đầu Mắt lóe thì sáng lạnh Toát ra chiến ý mãnh liệt Đi đến đất thế lực trấn thủ âm thánh chân giới Đến nay tụi mình vẫn chưa thi triển hết lực tu vi Chỉ phát huy ra một phần sự cường đại của ách thương phân thân Nhưng một phần thực lực này khiến tụi mình sâu sắc cảm giác được Phân thân của mình mạnh mẽ cỡ nào quay đầu nhìn lại lúc trước đoạt xá chính chết một sống đối với một chút này chứng kiến ách thương phân thương cường đại hoàn toàn đáng giá phân thương này có thể thay đổi vận mệnh đời ta tu minh thì thào tu minh cất đi cái lông chim ngẩng đầu thường niệm ý chí già nua quanh quẩn chỗ hắn đứng trong phạm vi mười vạn dặm toàn bộ thi chấp tím bay lên lao hướng vài ý chí ở trên trời có tổng cộng sáu ý chí trong đó cái yếu nhất cũng là kiếp dương mạnh nhất thì có thể một kích chiến với tu minh chưởng duyên sinh diệt có họ ở đây muốn đi bản doanh tìm kiếm chút hỏa trở thành việc không thể nếu không thì lấy lực lượng phân thân của mình không có cách nào rời khỏi đây tô minh thầm than không phải hắn không chịu cược mà hiện tại đã đến đường cùng rồi nếu mà cứ đặt cược tiếp như vậy thì không có chút phần thắng nào một khi rơi sâu vào ở trong thế lực trấn giữ bốn chân giới bí ẩn không lường được ách phân thương phân thân của tô minh không có khả năng đi ra nên biết tụi mình tới đây đến khi xuất hiện thời gian chỉ qua khoảng hơn 30 giây. Thế nhưng mà hơn 30 giây đã xuất hiện những cường giả này. Nếu mà kéo dài lâu hơn thì sẽ dẫn ra nhiều người càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên những người này không phải là trưởng duyên sinh diệt chân chính. Chỉ cần như vậy mà thôi. Thì chấp tím chỗ tụi mình đứng va chạm cùng ý chí trên trời. Tụi mình tiến tới một bước. Hóa thành tia chấp tím mạnh nhất cuốn tia chấp tám hướng. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa từ xa nhìn lại một mảnh tia chớp tím như là vẽ ra hình dạng một cái cây to tia chớp là nhánh cây tô minh biến thành thân cây cuốn động khung trời va chạm kịch liệt với ý chí trên trời tiếng nổ ngập trời cả tinh cầu rung rẩy tia chớp tím tan vỡ và ý chí ập đến cũng tùy theo không thể không tán đi khiến tô minh lao ra hư vô rời khỏi thái a tinh xuất hiện ở trời sau khi tô minh xuất hiện thì mặt của hắn càng tái nhợt không chút do dự cất bước tới trước khi tu minh nhấc chân đi qua thì sáu ý chí sau lưng hắn đánh tới sau chót nhất là ý kiếp dương đằng trước nhất là ông lão gần như trưởng duyên sinh diệt một bước đạp xuống khi tu minh lại hiện ra thì đã tới giữa đường gần lối ra thế lực trấn thủ âm thánh chân giới nhưng mà cùng lúc đó thanh âm già nua của kẻ truy sát lại vang vọng Năm ưng lập mỹ đông năm từ đơn bỗng vang lên trước mặt tu minh không khí xuất hiện một cái bàn tay to bàn tay to bán trong suốt mang theo vô thượng uy nghiêm ẩn trước quy tắc và pháp tắc đặc biệt chợp hướng tô minh cùng lúc đó sau lưng tô minh cũng có một cái bàn tay huyễn hóa ra đến gần trên đầu và dưới chân tô tù minh tùy theo thanh âm vang vọng hai vòng xoáy bỗng xuất hiện trong vòng xoáy chớp lóe tia sáng yêu dị có thể thấy bên trong có ảo ảnh ngồi xếp bằng trên dưới cùng để ép như muốn che kín tất cả đường tô minh đi khi hai bàn tay và cái vòng xoáy biến ra thì chữ đông cuối cùng ông lão thốt ra vang lên tiếng kinh thiên động địa, bao gồm tiếng tim đập của những người nghe thấy, khiến trái tim con người trong chớp mắt gần như tạm dừng. Khi chúng đến gần, mắt phải tu Minh phù văn bóng chồng chớp lóe, phút chốc bay ra vòng quanh hắn. Một vạn phù văn ngưng tụ lại, hóa thành một cái trái tim màu tím to lớn. Trái tim nhảy thình thịch, va chạm cùng đôi tay, cũng đụng vào hai cái vòng xoáy. Tiếng nổ ầm ầm chấn động trời sau dấy lên sóng gợn vô tận khuếch tán tám hướng. Phù văn của tu minh tan biến, bao gồm trái tim màu tím và thân hình của hắn chớp mắt biến mất cùng tiếng nổ. Lúc xuất hiện, hắn đã đến bên mép lối ra âm thánh chân giới, còn có ngàn mét liền có thể rời đi. Nhưng bỗng trong không khí sau lưng tu minh, ông lão luôn truy kích không bỏ biến ảo ra. Nếu chỉ có một mình lão thì thôi, nhưng mà giây phút này tu minh cảm nhận trong trời sau của âm thánh chân giới có bà ý chí ngang ngửa với ông lão từ ba hướng lao nhanh đến thậm chí khiến con người tụi mình coi rút sâu ở trong trời sau có một ý chí càng xa xưa tan thương dường như dần thức tỉnh tỏa ra ý chí đó chỉ có một nhưng mà khi nó thức tỉnh lập tức áp chế khung trời hùng hùng vượt qua bốn người ông lão ngưng tụ lại ý chí Chúng. đây là ý chí cổ xưa nhất tỉnh dậy thốt ra chữ thứ nhất chữ này vang vọng khắp trời sau âm thánh chân giới Hễ mà ai nghe thấy chữ này thì tinh thần đều rung rẩy, lập tức quỳ rạp xuống. Bái kiến Trần thánh, bái kiến Trần thánh đại nhân. Theo từng người quỳ xuống, thanh âm mang theo cuồng nhiệt sung kính hòa vào nhau, thành sóng âm trong cái thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Thậm chí mấy ý chí bao gồm cả ông lão, bao gồm ba ý chí gần như trưởng duyên sinh diệt đang tới cũng vào khoảnh khắc này cung kính chắp tay. Cũng chính là cái chữ này truyền ra khiến đầu óc tu minh ù vang, lần đầu tiên ở đây hắn học ra ngậm máu tím máu phun ra tu minh vội thụt lùi mặt tái nhợt nhưng mắt sáng rực đây mới chính là trưởng duyên sinh diệt chân chính trước mặt nó cho dù là tu sĩ gần với trưởng duyên sinh diệt nhất đều phải sùng bái Duyên! ý chí cổ xưa nhất vừa mới thức tỉnh giờ phát ra tiếng thứ hai trời đất lặng yên trong không khí trước mặt tu minh bỗng hiện ra một con mắt to lớn con mắt nhắm nhưng dù là như vậy có cảm giác như khung trời không còn hư vô đều biến mất, chỉ còn lại một mình con mắt này. Khi dư âm chữ duyên vang vọng, con mắt từ từ mở ra, bên trong mang theo vô tận tang thương nhìn hướng Tô Minh. giây phút đó đầu óc của hắn nổ tung, thụt lùi lại, lần nữa hộc ngụm máu. Thậm chí thân hình của hắn trong chớp mắt xuất hiện khẽ nứt như là sắp tan vỡ, lực trấn áp cường đại đến khó hình dung dán lên người hắn, như muốn bóc tách thể xác và tinh thần của hắn ra. Đây là người mạnh nhất Tô Minh đã gặp. Con mắt đó chợt lóe, dường như con mắt này chính là ý chí xa xưa kia truyền ra chữ duyên, lao nhanh hướng Tô Minh như muốn phong ứng hắn vào trong con mắt vậy. Tô Minh thậm chí thấy trong con mắt như ẩn chứa một thế giới, một trời sao, bên trong có vô số tinh cầu, còn có rất nhiều sinh linh. Hiển nhiên nếu mà bị phong ứng thì Tô Minh cũng sẽ trở thành một trong nhiều sinh linh kia. Đây mới là trưởng nguyên sinh diệt, chân chính trưởng duyên sinh diệt. Tinh thần Tô Minh ù vang, thân thể càng lan trạng vết nứt, cái bóng chết chóc bỗng bao phủ tù mình quá khẽ ánh sáng thượng nguyên trong mắt kịch liệt chớp lóe tia sáng hắn vừa đôi tay vung ra ngoài sau lưng tù mình một cái cây to khổng lồ cao vô tận huyển hóa ra nhìn không thấy tận cùng cái cây toàn thân màu đen khi cây tím xuất hiện thì nó lay động dữ dội có phù văn thượng nguyên chớp lóe bốn phía tù mình bùng phát toàn bộ lực lượng hiện tại của ách thương phân thân trực tiếp đụng chạm với con mắt duyên lao đến trời sau rạng vỡ, không khí giạt ra. Trong tiếng nổ điếc tai, con mắt đụng vào cái cây chọc trời của Tô Minh. Cây cây tím rung lên cố gắng chống cự, có dấu hiệu nứt rạng. Cuối cùng một tiếng nổ chấn động trời sau, con mắt biến mất. Cây ách thương cũng biến mất. Người hắn đẫm máu lùi vài bước, rời khỏi khu vực âm thánh chân giới, bước vào Tây Hoàng Tinh Vực. Hắn không chút do dự na di biến mất. Cũng chính lúc này ý chí xa xưa truyền ra cái chữ thứ ba. Chân. Trong Tây Hoàng Tinh Vực, thân hình Tô Minh bị buộc Na Di học ngụm máu thứ tư. Trước mặt hắn xuất hiện một cái bàn tay gầy guộc, trong nó rất chậm, như là không di chuyển. Nhưng mà Tô Minh lùi thì nó mở rộng vô hạn, giống như trời sao lớn bao nhiêu thì nó khuất tán bấy nhiêu. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt khiến Tô Minh hiểu được tuyệt đối không thể để cho bàn tay dưới thân vượt qua trước mặt mình. Nếu không thì hắn chết chắc. Nhưng mà mặc kệ Tô Minh bỏ chạy cỡ nào thì bàn tay khuất tán theo, phạm vi to lớn vô tận, dư âm chữ sinh còn vang. Tu Minh biểu tình dữ tợn, hai tay giơ lên, chập hướng trời sao xung quanh, lập tức trời sao Tây Hoàng rung lên. Nếu so sánh trời sao Tây Hoàng là một cái tấm vải, thì hiện tại bị Tu Minh chập tốc lên tấm vải kia, đối kháng với cái chữ thứ ba. Tiếng nổ vàng khiến khung trời Tây Hoàng vốn tàn phá càng thi thảm hơn. Mắt Tu Minh đỏ rực, hai tay duỗi ra, ý chí của hắn không thiết cái gì cả mà tất cả thi triển. Loại thi triển này là đem 10 vạn trời sao, toàn bộ lộ ra khung trời Tây Hoàng. Cái hành động không thiết hoàn toàn đối kháng với khung trời nơi đây, khi ý chí thi triển thì khung trời Tây Hoàng chấn động kịch liệt, vô số ngôi sao rung rẩy, vô số sinh linh quỳ rạp. Đông! Tụi mình quát khẽ, không ngừng thụt lùi. Một bước hư vô, một bước hiện ra, lao nhanh hướng dị địa Tây Hoàng. Dưới chừng hắn hiện ra cái mảnh băng, chớp mắt khuếch tán phủ lên trời sao vô tận, khiến phạm vi khung trời ý chí của hắn phút chốc đóng băng lại thu giọng tu minh vang vọng tất cả đống băng hòa tan nóng và lạnh thu ý giữa sống và cái chết rải khắp tám hướng ngưng tụ mệnh cách đông thu toàn bộ thi triển đối kháng bàn tay đã đến thân thể của hắn lần nữa thụt lùi chớp mắt biến mất chớp mắt hiện ra hả giọng tu minh lại vang lên đây là hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ hạ mệnh cách hiện tại trong giây phút sinh tử bị hắn thi triển ra tự ý tan biến, sức sống dạt giàu, ngọn lửa đậm đặc khoảnh khắc đốt trời sau. Trời sau ầm ầm. Khi tu minh lại biến mất, xuất hiện, thì hắn từ khu vực lối ra vào thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, trở lại trung tâm dị địa Tây Hoàng. Khi hắn quay về đây, thì bàn tay từ âm thánh chân giới lan tràn đến, bỗng vượt qua dưới chân tu minh, phủ lên trời sau. Nếu đứng ở vị trí của tu minh nhìn xuống, hắn thấy sẽ không còn là trời sau tối đen, mà là bàn tay vô tận như đất liền. Vân tay tựa cái khe rảnh, nếu có mồ hôi thì sẽ là con sông lớn. Chủ vân tay giao nhau, tức là bình nguyên, vô biên vô hạn, bên trên dường như tồn tại vô số sinh linh, một cái bàn tay chính là một thế giới. Hình ảnh này đủ khiến cho tất cả người trông thấy tinh thần rung động. Yeah. Thành âm tàn thường xa xưa thốt ra chữ cuối trưởng duyên sinh diệt. Khi thanh âm thốt ra, bàn tay vô tận dưới chân Tu Minh làm động tác nắm lại, ngón tay xẹt qua đầu là trời sao vỡ nát. Dùng tốc độ không thể hình dung nhanh chóng nắm lại Thì ra đây mới là ý trưởng duyên sinh diệt thực sự Tụi mình tinh thần rung động Máu tràn ra từ khóe miệng Đã trọng thương Nhưng mà não của hắn đã ngộ ra Loại hiểu ra này trừ bản thân đối diện trưởng duyên sinh diệt ra Thì không thể nào đạt được Hiểu ra quý giá Thậm chí cho hắn thời gian Thì hắn có thể chỉ ra cái con đường đi thông hướng trưởng duyên Loại tạo hóa này rất khó Bị người ta cảm ngộ đến chân lý mọi người đối diện trừ phi bản thân của tu vi giống nhau, nếu không thì sẽ chết hết, không có ngoại lệ. Đó là cái loại áp chế đẳng cấp, dù có chí bảo thì không thể thay đổi được mạnh yếu. Loại cảm ngộ này khiến cho bước chân sắp đi vào khe hở dị địa Tây Hoàng của tu minh phải khựng lại. Mặt của hắn tái nhợt, những mắt sáng người chớp lóe, nhìn bàn tay đến, nhìn bên trong mình trọng thương, trong đầu hiện ra thần thông của đối phương. Người khác không thể sống khỏi trưởng duyên sinh diệt thậm chí nếu không có dị địa Tây Hoàng thì dù Tô Minh có ách thương phân thân cũng sẽ chết chắc. Nhưng mà dị địa Tây Hoàng tồn tại khiến Tô Minh trở thành có lẽ là người thứ nhất có thể sống sót dưới trưởng duyên sinh diệt. Còn đạt được cảm ngộ, cơ hội này là cơ duyên đột ngột đến. Bàn tay to lớn phủ lên trời sau, cũng bao vây vô số khe hở dị địa Tây Hoàng vào trong. Hiện tại bàn tay nhanh chóng nắm lấy, Tô Minh ở mép một cái khe hở đôi mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Hắn nhìn năm ngón tay đến gần, nhìn cả khung trời nhanh chóng bị bàn tay đang co lại thay thế. Tiếng nổ vang vọng, hễ bàn tay đi qua đâu là bầu trời như sắp tan vỡ. Bên tay chữ cuối chữ duyên sinh diệt vang vọng, lực lượng đủ hủy diệt chúng sinh từ trong bàn tay không ngừng sinh ra. Trời sao chấn động, khung trời tan biến, cái loại lực lượng cường đại không thể tưởng tượng này khiến tôi minh trong một giây si mê. Hắn như quên đi mình đang trong nguy hiểm, Quên luôn khi cái bàn tay mà nắm lại là hắn sẽ bị hủy diệt, dù hắn quá thương phân thân cũng vậy. Không chia rõ thời gian trôi qua là nhanh hay chậm, dường như trong khoảnh khắc này không còn thấy phép tắc liên quan đến thời gian. Dường như là một giây, lại như vô tận năm tháng. Bàn tay nắm lấy thay thế hư vô đã gần như hoàn toàn khép lại rồi. Khung trời ầm ầm, từ xa nhìn lại một màn ngày cực kỳ kinh người. Bàn tay vô biên vô tận nắm lấy dị địa Tây Hoàng, thậm chí không thấy dị địa Tây Hoàng nữa trong trời sau chỉ có một cái bàn tay to lớn đang mau chóng nắm lại thành nắm đấm. đấm. Tu Minh nhìn trên đầu ngón tay ập đến, nhìn từng khe rảnh, từng mảng bình nguyên đang không ngừng biến to lao tới hắn. Trưởng duyên sinh diệt. Tu Minh thì thào, khi bàn tay hoàn toàn nắm lại thì Tu Minh lùi bước, tiến vào trong khe hở dị địa Tây Hoàng. Khoảnh khắc Tu Minh bước vào trong, một tiếng trầm đục nhưng nghiền nát tinh vực bỗng vang tám hướng. Đó là thanh âm bàn tay siết lại để ép tạo thành đó là trùng kích có thể nghiền nát tất cả sóng gợn vòng tròn bỗng xuất hiện từ trong nắm tay lan ra xung quanh đi qua đâu là tiếng nổ ngập trời sóng gợn như biến thành sóng biển cuộn cuộn không ngừng khuất tán trong trời sao vô biên vô hạn đều là sóng gợn vặn vẹo khung trời sắp nứt dường như chúng sinh sắp chết nhưng mà lúc này một tiếng gầm giống truyền ra từ nắm đấm tiếng gầm mang theo bá đạo bể nghệ chúng sinh còn có uy nghiêm và ngạo nghễ cao cao tại thượng giống như duy ngã độc tung khuất tán Công! Khi tiếng gầm vang lên, bàn tay khổng lồ vô cùng bỗng rung rẩy. Theo đó như có lực lượng bùng phát từ lòng bàn tay, lực lượng mạnh mẽ như là muốn bẻ năm ngón tay ra, như là hùng mà bàn tay không cách nào tiêu diệt. Công cho ta! Khi tiếng gầm vang vọng thì tiếng thứ hai nói tiếp vang vọng ra từ đám tay. Thành âm sắc nhọn, dù chối tay nhưng vẫn ẩn chứa vô tận bá đạo cùng uy nghiêm. Dường như tất cả ý chí đều phải khuất phục dưới cái âm thanh này nếu không thì chính là bất kính phải bị tiêu trừ. Khi thanh âm xuất hiện, nắm tay to lại chấn động, dường như không thể tiếp tục giữ cái động tác tay nắm lại. Còn kiến chết tiền, dám đến đây xúc phạm ác thương ta, cung cung cung! Bà tiếng gầm lập tức vang lên, oanh động khung trời, chấn động trời sau. Chưởng duyên sinh diệt thì sao? Tu sĩ như người cũng dám múa mày trước mặt ta hả? Cung đi! Tiếng gầm nối tiếp nhau, bàn tay rung lắc càng dữ dội nằm ngón tay rung rẩy không thể không nâng lên tiếng gầm ngày càng nhiều tiếng thứ năm thứ sáu thậm chí là thứ bảy cùng gầm chúng sinh đều là con kiến thiên địa đều là hư vô trong năm tháng vô tận ngươi không phải là người thứ nhất xúc phạm chúng ta nhưng là cuộn đồ thứ nhất bao tưởng hủy diệt chúng ta trưởng duyên sinh diệt bình thường không có chân giới của mình mà cũng dám tới đây ngươi đang tìm chết mà Cút về nơi ngươi ngủ say đi Chỗ này không phải nơi con kiến nhà ngươi có thể hủy diệt đâu Tiếng ầm ầm điếc tai lan tràn Bảy tiếng gầm vang vọng Nắm tay khổng lồ bị buộc thả lỏng năm ngón Trong rung rẩy xuất hiện dấu hiệu sắp nứt vỡ Dường như không thể chống lại bảy thanh âm đại biểu bảy ý chí này <laughs> Thằng nhãi nhà ngươi tên là gì vậy? Lá gan không nhỏ Có dám nói tên của ngươi cho ta biết không? Ta sẽ lấy ấn ký sinh mệnh của ngươi Đợi ta đi ra đầu tiên sẽ nuốt ngươi thanh âm thứ tám vang lên, bàn tay tan vỡ càng dữ dội, nằm ngón tay hoàn toàn mở ra. Kẻ xúc phạm áp thương, chết! Thành âm thứ chín mang theo vô tận điên cuồng, cùng giết chốc ầm ầm truyền đến. Bàn tay thành bốn, năm mảnh, nằm ngón biến thành ba cái, tách ra khỏi lòng bàn tay, biến thành tro bụi. Chưởng dương sinh diệt, ngươi có thể tự âm thánh chân giới truy sát ta đến đây. Nhưng tại đây, nơi này là tinh dịch của ta, ngươi còn không mau dở ra thanh âm cuối cùng thuộc về tu minh khi hắn thốt lời thì bàn tay đang tan vỡ hàng ngón tay cuối cùng bỗng vỡ vụng lộ ra dị địa tây hoàng mới nãy bị nó bao bọc mười ý niệm từ trong vô số khe hở dị địa bùng phát ra hết hình thành trung kích cường đại khí tinh đánh hướng cái bàn tay bị tàn phá đây không phải ý chí của một mình tu minh mà là ý chí của các ách thương trong dị địa tây hoàng đây là hùng mười ách thương khi gặp nguy hiểm thì hết sức bùng phát tại đây chúng nó là vô địch ở đây không có bất cứ sinh mệnh nào có thể hủy diệt 10 chúng nó cùng một lúc cả. Tại đây chúng nó là tượng trưng mạnh nhất trong trời đất này. Tiếng ầm ầm vang vọng, đinh tai nhức ốc, rung động khung trời. Bàn tay không ngừng tan vỡ, không có bất cứ sự tồn tại nào có thể dây dưa vào ách thương. Đây là kiêu ngạo, tôn nghiêm của ách thương, chúng nó có thể cắn nuốt lẫn nhau. Nhưng nếu có người bên ngoài định hủy diệt chúng thì sẽ bị tập thể điên cuồng phản kích. Đây là lý do tại sao Tu Minh có gan gặp nguy hiểm vẫn còn cảm ngộ trưởng duyên sinh diệt của đối phương. Chỉ cần hắn quay về đây, chỉ cần đối phương ở đây mà còn muốn tiêu diệt, vậy kẻ đó sẽ phải đối mặt với 10 hồn ách thương hết sức phản kích. Trong đoàn phản kích, trưởng duyên sinh diệt có đáng là cái gì? Tiếng nổ ngập trời, bàn tay trong khoảnh khắc vỡ vụn phạm vi lớn, lộ rõ hoàn chỉnh dị địa Tây Hoàng, càng lộ ra một cái cây xanh tươi vô cùng khổng lồ có 10 sắc màu. Mười sắc quanh quẩn thân cây, tỏa cho hơi thở đủ để hủy diệt chúng sinh. Từng tiếng gầm gừ, mười hồn ý chí dùng cách đơn giản nhất, không có thần thông gì mà trực tiếp đánh vào cái bàn tay tan vỡ. Bàn tay từ trong thế lực trấn thủ âm thánh chân giới lan tràn ra đây, vào khoảnh khắc vỡ ra từng tức, tốc độ cực nhanh, chớp mắt phần bên ngoài dị địa Tây Hoàng đã vỡ vụn, đang nhanh chóng lan tràn. Nếu có thể đứng ở góc độ thấy nguyên trời sau Tây Hoàng, thì có thể thấy rõ bàn tay khổng lồ này không ngừng vỡ ra, tan biến, bây giờ đã biến mất một nửa. Vẫn đang tiếp tục, tùy theo phạm vi lớn mở ra, trời sau bị bàn tay che phủ lại lộ ra, ngôi sao bị giấu đi lại xuất hiện, chỉ vài giây ngắn ngủi, bàn tay tan vỡ đã gần với bên ngoài thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Bàn tay khổng lồ vô tận bây giờ còn lại chưa đến một nửa, nhưng mà tan vỡ vẫn chưa kết thúc, mãi đến ba giây sau, tất cả phần của bàn tay kéo dài trong dị địa Tây Hoàng đều biến thành tro bụi loại tan vỡ này tiến vào phạm vi thế lực trấn thủ âm thánh chân giới. Tiếng nổ vang dội, trời sao rung rẩy trong phạm vi khung trời thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, bàn tay tan vỡ lan tràn đến bản doanh. Khu vòng xoáy kia nghiền nát hết bàn tay. Ý mười hồn của ách thương hình như chưa đã ghiền, định tiếp tục vòng xoáy hủy diệt do vô số ngôi sao tổ thành, thì bỗng có ba thần niệm tương xứng với ý chí xa xưa, truy sát tụ minh, bỗng ầm vang biến mất trong cái vòng xoáy. Đủ rồi, đi khỏi đây đi Bốn chân giới ta và ngươi không liên quan gì nhau Đừng cho rằng không thể tiêu diệt sạch các ngươi Các ngươi còn chưa hồi phục Thân xác tàn phá Nếu bốn chân giới ta mời ra hiên tôn Thì các ngươi vẫn sẽ bị hủy diệt thôi Ba đợt thường niệm quanh quẩn Khiến cho bên ngoài vòng xoáy chấn động điếc tay Lát sau mới dần dần bình tĩnh lại Cùng lúc đó, sâu trong vòng xoáy Một ngôi sao đất toàn là màu đen Có một cái sơn mạch trập trùng trong sương mặt rất bình thường, nhưng nếu mà quan sát kỹ sẽ phát hiện đó là hình người. Một người đang nằm tại đó. Người này mắt từ từ khép kín, tiếng nổ truyền khắp thiên địa. Khi mắt y hoàn toàn nhắm lại thì tay phải vỡ nát. Dương sinh diệt đều nằm trong lòng bàn tay. Tuy nhiên nếu có sinh linh vượt qua duyên thì làm sao nắm lấy đây? Tiếng thị thào vang vọng cả ngôi sau. Trưởng duyên sinh diệt, ta chỉ tu đến trưởng cảnh, Duyên cảnh lên xuống Không biết đời này có thể bước vào hay không Càng đừng nói đến sinh cảnh Sinh tâm luân hồi Còn có diệt cảnh diệt niệm khung trời Duyên khởi dương lạc Sinh tâm luân hồi Diệt niệm khung trời Đây là bốn đại cảnh Đạo tù không có điểm dừng Một đóa hoa một con bướm là một đời Từng chữ châu ngọc Từng chữ dạng cổ Hiền có bốn đại cảnh sau lưng còn có sau hiên thì bất khả ngôn sau bức khả ngôn còn có nữa chắc là có bởi chỉ có người tu đạo không có tận cùng một tiếng thở dài vang vọng khắp tinh cầu dị địa tây hoàng trong thế giới mười vạn bi đá tất cả tu sĩ cùng mở mắt ra tỉnh dậy mới nãy họ tập thể ngủ say mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì khi họ nhìn không khí mười hồn ách thương phát ra tiếng gầm và thần niệm sắc bén Tự sát tất cả đều tải ngươi trọng đến Tự sát đầu tiên là ngươi giết công phẩm của chúng ta Lại dẫn dụ kẻ sơ tuyển làm sát xúc phạm Người trốn cùng muốn làm cái gì hả Tự sát nếu không phải hồn ngươi vẫn là lã thương Thì ta đã nghi ngờ ngươi bị công phẩm đoạt xá rồi mà kể ngươi có bị đoạt xá hay là không Hồn ngươi là thương Nếu ngươi không bị đoạt xá cũng đành thôi Nếu ngươi thực sự là bị đoạt xá Không còn là tử sát trước kia Chúng ta cũng không để ý nhưng người vẫn phải tuân theo ước định mười hồn ách thương của chúng ta trước khi chúng ta không hoàn toàn hồi phục không dung hợp nhau quyết định do ai chủ đạo thì ngươi không được treo trọc sự tồn tại của trưởng duyên sinh diệt không được dẫn đến đắc đấu cho chúng ta nếu như có người đến đây chọc ta thì sao Thường niệm của tu minh lập tức hỏi chúng ta đều là ách thương chọc ngươi tức là chọc chúng ta nhục mạng ngươi tức là nhục mạng chúng ta nếu như có người đến thì chúng ta dốc sức đối kháng tốt nghe thường niệm của chính hùng khác Tô Minh im lặng một lát rồi đồng ý chuyện này. Sự thật là hắn sớm biết chính hùng khác có nghi ngờ hắn, nhưng bởi vì hùng hắn thuộc về ách thương. Như vậy xem ra cho dù chúng biết hắn là đoạt xá thì cũng không sao. Đây là thiên phú của Tố Minh Tộc. Tô Minh cảm thấy nó càng lúc càng sâu không lường được, càng lúc càng cảm thấy Tố Minh Tộc dường như đẳng cấp trên cả ách thương nữa. Lỗi sinh mệnh và ách thương mượn thân hiên tôn ngưng hùng, nuốt thượng nguyên mà sinh ra, mà ta đoạt xá thương thì càng cường hơn, tù Minh thu lại thần niệm, hắn ngồi khoanh chân trong mười vạn trời sao ngân hạ tím, mở mắt ra. Chưởng duyên sinh diệt mạnh mẽ rung động lòng ta. tù Minh nhìn trời sao tím, mắt lộ ra cố chấp. Duyên đến, duyên đi, chúng sinh diệt đều nằm trong bàn tay. Lúc không đoạt xá ách thương, đời này ta không biết có hy vọng cảm ngộ cảnh giới đó hay không. Nhưng quá thương phương thân từ nay ta bước vào truyền kỳ. tù Minh dần khép mắt che đi cố chấp nơi đáy mắt nhưng không thể giấu chấp niệm trong lòng hắn khi ta trung hợp chính hồn ách thư khác vậy ta có thể vượt qua cảnh giới tu minh không thúc câu này thành lời mà khi nhắm mắt nó quanh quẩn trong lòng hắn ách thương phân thân tu minh nhắm mắt lại cũng trong trời sao tím phệ không phân thân mở mắt ra hắn khoanh chừng trong hư vô lúc mở mắt thì không thấy cố chấp hay chấp niệm chỉ có đáy mắt sâu thẳm vô tận nếu nhìn kỹ đôi mắt của tu minh sẽ thấy trong mắt phải tồn tại là bóng chồng phù văn trong mắt trái diễn biến ra bàn tay nhanh chóng ngưng tụ bàn tay này là hư ảo nhưng nó là cảm ngộ tu minh đạt được khi sống sót khỏi trưởng duyên sinh diệt cảm ngộ này ở trong mắt phải diễn biến tu minh hiểu ra hồi lâu sau tu minh giơ lên tay phải nhìn lòng bàn tay mình nhìn chỉ tay lát sau hắn vung tay phải trong lòng bàn tay liền xuất hiện một cái lông chim màu đen đây là thanh sắc sơ vũ trên người ngũ lệ tử tô minh có được tất cả lông chim dung hợp thành duy nhất bên trên không có máu nhưng khi lông chim xuất hiện thì có ảo ảnh khổng tước xanh biến ảo tựa như tay tô minh cầm không phải lông chim mà là một khổng tước tô minh nhìn lông chim giơ tay trái vỗ cái túi trữ vật lập tức hạt trọc lông ngủ say hóa thành luồng sáng đen xuất hiện ở trước mặt tô minh nó vẫn nhắm mắt chưa thức tỉnh nhưng mà khi nó xuất hiện thì luồng sáng đen chớp lóe kịch liệt cùng lúc đó khổng tước xanh trên tay phải tô minh lập tức phát ra tiếng rít như gặp đại địch hai cái rõ ràng cho tô minh cảm giác đồng nguyên bây giờ bộ dạng như vậy khiến mắt hắn chớp lóe lúc trước lòng hắn có một suy đoán giờ thì đã khẳng định được bốn phần chính lúc này luồng sáng đen hạt trọc lông bùng phát trước kịch liệt chớp lóe hóa thành một con hạt đen con hạt này không nhắm mắt nữa nhưng mà đôi mắt thì vô thần cất tiếng rít sắc nhọn lao hướng khổng tước xanh khổng tước xanh cũng rút lên lao tới hai bên ở trước mặt tô minh va vào nhau không có tiếng nổ, lặng lẽ không âm thanh. Chúng nó triển khai dung hợp, nhìn như bình tĩnh nhưng hắn cảm nhận được cái loại dung hợp này như cắn nuốt vậy. Không phải hạt trọc lông nuốt khổng tước xanh thì là khổng tước nuốt nó. Nhưng có tu mình ở đây, hắn sẽ không cho phép khổng tước xanh thành công. tu mình hừ lạnh, dơ lên tay phải mạnh đâm cái ngón tay vào người khổng tước xanh. Một chỉ điểm qua, khổng tước xanh phát ra tiếng rít thê lương, thân hình lập tức tan vỡ, hóa thành từng điểm sáng xanh lập tức bị hạt trọc lông hấp thu. Quá trình này kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Người hạt trọc lông rung lên, đôi mắt sắp mở ra, nhưng mà dường như lực lượng ngưng tụ không đủ, khiến đôi mắt mở còn thiếu một chút nữa. Mặc dù chỉ thiếu một chút thôi, nhưng mà nếu không có năng lực mở mắt ra thì biểu thị nó vẫn chưa thể thức tỉnh. Ta cần kích động. Hạt trọc lông dễ dụa, gian nan phát ra ba chữ. Hạt trọc lông mắt hé mở một cái khe, dường như là mất hết sức sắp khép kính lại dấu hiệu sắp thức tỉnh cũng nhanh chóng tan biến. Tù Minh biểu tình như thường nhìn hạt trọc lông, lạnh nhạt nói. Đừng giả bộ nữa, khổng tước xanh đã đủ cho ngươi thức tỉnh rồi, ta đã không còn tinh thạch rồi, không thể cho ngươi kích động được. Giọng tù Minh vang lên, nhưng mà hạt trọc lông nhắm mắt làm ngơ, thân thể run rẩy dễ dụa, dường như dốc hết sức lực muốn ngăn cản ngủ say tiếp, nhưng mà không thể làm được, đôi mắt nó giờ đây khép kín, cảm giác ngủ say khóa tán từ người nó. Còn người tụi mình coi rút lại, hắn nhìn bộ dạng hạt trọc lông không giống giả bộ. Nếu bởi vì tinh thạch khiến cho hạt trọc lông không thể thức tỉnh, tụi mình không thể chấp nhận điều này. Hắn không tiếc nguy hiểm đi thế lực trấn thủ âm thánh chân giới, gần như chính chết một sống bị trưởng duyên sinh diệt truy sát mới có được lông chim xanh. Mắt thấy hạt trọc lông sắp thức tỉnh nhưng lại chìm vào ngủ say. Tụi mình không chút do dự giơ tay phải ứng cái túi trữ vật, lập tức bên trong bay ra mấy trăm tinh thạch. Những tinh thạch này phẩm chất đều cực tốt, là tài sản còn sót lại của tô minh nên biết có hạt trọc lông hắn giữ lại được mớ tinh thạch này vất vả bao nhiêu có thể nói toàn bộ tài sản của hắn đều ở đây nhưng vì thỏa mãn kích động mà hạt trọc lông muốn tô minh không thể không lấy ra khoảnh khắc những tinh thạch sáng lấp lánh này bị tô minh lấy ra khỏi túi trữ vật hạt trọc lông như ngửi được cái mùi từ nhiệt độ không khí mặc dù là cái tinh thạch này không có mùi tuy nhiên bộ dạng của hạt trọc lông đúng là vậy mũi nó nhúc nhích dường như trong người có lực lượng mới xuất hiện thân thể run rẩy, đôi mắt sắp khép kín dễ dụa định mở ra, hình như muốn xem tinh thạch khiến cho nó si mê. Lực lượng mới này mạnh mẽ, hình như chống đỡ cho hạt trọc lông, từ hôn mê nhanh chóng thức tỉnh, nó miễn cưỡng mở mắt ra. Mắt sáng người nhìn thấy tinh thạch, nhưng mà chỉ có vài trăm viên thì nó như mất hết sức lực, lại rơi vào ngủ say. Kích động không đủ, còn cần kích động hơn. Hạt trọc lông thều thào nói, Hạt trọc lông bộ dạng cực kỳ yếu ớt, nhưng mà Tu Minh thấy rõ mới nãy mắt nó lóe tia sáng. Đó là bộ dạng tinh thần phấn chấn. Vậy cần bao nhiêu mới đủ kích thích đây? Tô Minh nội tâm hừ lạnh, nhưng mà lời nói thì không nhanh không chậm thốt ra. Còn cần một ngàn, không, một dạng, à, mười dạng. Hạt trọc lông bộ dạng như là đang dễ dụa, không để cho mình nhắm mắt lại, hoặc nhìn giống như là càng ngày càng thêm yếu chỉ cần 10 dạng thôi sao? tôi Minh nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Hạt trọc lông nghe như vậy thì sững sờ, nhưng rất nhanh trong thân thể tựa như là có thêm khí lực. Tựa hồ lời nói của tu Minh vừa thốt ra có thể so với hết thảy đang dược. Vậy thì cho ta 100 dạng. Hey, vậy thì ngươi tiếp tục ngủ say đi. tôi Minh đứng lên, tay phải vung lên, lập tức 100 tinh thạch kia toàn bộ biến mất. Một lần nữa bị hắn thu vào trong cái túi trữ vật sau đó xoay người làm như là định rời khỏi đây Khi Tô Minh vừa quay lưng lại Thì một tiếng hét thảm thiết vang lên Tiếng hét đó là từ miệng hạt trọc lông truyền ra Nó hai tay ôm lấy ngực Hai mắt hiếp lại còn một cái đường nhỏ Bộ dạng như thức thần Ôi đáng hận mà Ta muốn ngủ say rồi Dĩnh biệt Tô Minh Ta ngủ đây Tô Minh không để ý mà càng đi xa Ta thật sự Ngủ hạt trọc lông vội vàng mở miệng tụi mình đã đi xa hơn nữa rồi Nà, ta thật sự ngủ say nữa đó nghe hạt trọc lông thanh âm thê thảm hai mắt hoàn toàn khép kín lại thân thể nghiêng một cái nằm chèm bẹp ra bộ dạng không nhúc nhích giống như cái bộ dạng ngủ say của nó lúc trước vậy tụi mình lúc này đi xa gần như khuất thân ảnh rồi hạt bà nội nó hạt trọc lông mở ra một con mắt hùng hăng nhìn bóng lưng xa xa của tu minh dường phút này thân ảnh dần mờ hồ ta liệu mạng giúp người đoạt xá, người bây giờ lại thấy chết mà không cứu người 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 đúng là quá đáng mà mấy cái tinh thạch đó không phải chỉ là vật ngoài thân thôi sao hai trọc lông đang hung hăng nói thầm thì chợt thấy phía xa xa xung quanh tu minh sống gần xuất hiện dường như là hắn sắp chuẩn bị bỏ đi thật vậy lúc này hạt trọc lông bỗng nhiên mở mắt ra không còn cái gì suy yếu cả rõ ràng là một bộ dáng khỏe mạnh À, ta tốt rồi nè Kỳ thiệt nha Như thế nào đột nhiên cảm giác tốt rồi đây nè <laughs> Hạt gia gia khôi phục lại rồi Hạt gia gia ta là hạt gia gia rồi Nó một bên hưu to Một bên thì tranh thủ thời gian vỗ cánh Bay thẳng đến chỗ tô minh Sau đó nhào vào sóng gợn xung quanh tô minh Thương ảnh dừng tán đi Theo tô minh biến mất Chỉ còn dư âm của cái tiếng cười đắc ý Hạt trọc lông quanh quẩn ở trong này Đã rơi vào xa xa trong tinh hà lọt vào lỗ tai của phân thân ách thương tu minh. Ách thương phân thân không có mở mắt ra, nhưng mà khóe miệng lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tô Minh à, ngươi định mang hạt gia gia đi đâu vậy? Hạt gia gia nói cho ngươi biết nha, chỗ nào không có tinh thạch là hạt gia gia không đi đâu đó nha. Hắc bạc tinh, chỗ đó chẳng những có tinh thạch, còn có phần thân thể của ngươi có lẽ vẫn tồn tại nữa. Ngươi có thể không đi sao? Đi, đi chứ có tinh thạch có thân thể Cái hạt bà nội nó nhất định phải đi rồi ta nói nha tốc độ của ngươi chậm thiệt đó nhìn ta nè ta rất nhanh đó trời sau vô ngừng mênh mông vô bờ lặp lại màu sắc đơn điệu nếu nhìn trong thời gian ngắn sẽ thấy nó khá đẹp nhưng mà nhìn lâu thì lòng sinh ra mờ mịt có cảm giác không biết ở nơi nào bản thân nhỏ bé trời sau mênh mông vào lúc này sẽ cho người ta kích thích mãnh liệt hiện tại trong tay hoàng tinh vực có một cầu vòng lao nhanh nhìn gần không thấy rõ cầu vồng vì màu của nó giống như trời sao đều là màu đen cầu vồng là một mảnh ánh sáng âm u có thể thấy bên trong ánh sáng có một con hạt đen vẻ mặt đắc ý xấu xa trong đáy mắt trừ hạt trọc lông ra trong khung trời không còn hạt trọc lông nào giống như vậy nữa trong ánh sáng đen còn có một cái quan tài màu đỏ trên quan tài phù văn lồi lõm tỏa ra uy nhiếp mãnh liệt tụi mình ngồi xếp bằng bên trên nhắm mắt tĩnh tọa xích hỏa hậu ở một bên giống như người hầu cẩn thận quan sát xung quanh không giống trước kia thờ ơ với tất cả. Đây là ngày thứ 16 từ khi họ rời khỏi dị địa Tây Hoàng. Trong 16 ngày, có lẽ vì lần trước trưởng duyên sinh diệt xuất hiện chiến với tu minh, khiến dị địa Tây Hoàng dao động vô tận, làm tu sĩ ở trong khu tinh vực này phập phòng lo sợ, không dám tùy tiện ra ngoài tinh cầu. Trong 16 ngày qua, tu minh đi qua đâu, nơi đó rất yên tĩnh. Hắn thích cái sự yên tĩnh như vậy. Dị địa Tây Hoàng cách hát mặt tinh hơi xa, khoảng cách này trừ phía ách thương phân thân ra ngoài, nếu không tốc độ bản thân tu minh không thể mau chóng đến đó được. May là hạt trọc lông thước tỉnh, phong không trận trong trời sau này tồn tại, mượn dùng trận này thì tốc độ nhanh rất nhiều. Theo dự tính của tu minh, khoảng 6 năm thì chắc hắn có thể nhìn thấy hát mặt tinh. Nhưng mà trước khi đi, hắn còn có một vài việc phải làm, giải quyết xong chuyện này, ở dị địa Tây Hoàng tu minh không còn gì ràng buộc. Thời gian qua thêm 3 ngày, cũng là ngày thứ 19 tu minh rời khỏi dị địa Tây Hoàng. Tô Minh khoanh chân trên quan tài, mắt khép chậm rãi mở ra. Khoảnh khắc mắt mở ra, trời sau trước mặt hắn xuất hiện một tinh cầu màu sắc đỏ sẫm, như là ngọn lửa đốt lên tận cùng thì sắp tắt vậy. Hỏa xích tinh. Tô Minh khẽ nói. Hỏa xích tinh lại trở về đây rồi. Xích hỏa hậu ở bên cạnh biểu tình cảm thán. Nhoáng một cái đã ngàn năm rồi, nhớ lại tình hình năm xưa, xích hỏa hậu biểu tình hoảng hốt hàng trọc lông dừng thu nhỏ thân hình lại khi quan tài đỏ đen tới gần hỏa xích tinh thì nó lại biến trở về kích cỡ bình thường ở trước mặt tu minh thò cái đầu ra ngoài nhìn quan tài đỏ dán xuống hỏa xích tinh đụng vào cái tầng gió của tinh cầu khoảnh khắc ma sát sinh ra biển lửa vị trí đầu quan tài thành hình cung tản ra gió nóng mãnh liệt ập vào trong mặt gió đó đủ phá hủy tất cả thiên tu thậm chí nếu là sơ kỳ vị giới bình thường cũng cần lấy ra pháp bảo làm phòng hộ không thể dùng thân hình đụng chạm. Nhưng mà Tu Minh biểu tình bình tĩnh, gió nóng thổi qua người hắn, tốc lên sợi tóc nhưng mà không thể lay động cơ thể của hắn chút gì. Tu Minh yên lặng nhìn mặt đất dần mở rộng, nhìn từng sơn mặt khe rảnh, từng cái mảng bình nguyên hỏa sơn biến ngày càng lớn trong mắt hắn. Mãi đến tiếng nổ vang vọng, quan tài Tu Minh ở xuyên thấu từng gió. Gió nóng yếu đi nhưng mà vẫn tồn tại, chẳng qua không tổn thương tu sĩ, chỉ khiến cho người cảm thấy không thoải mái. Cảm nhận được cái khí nóng quen thuộc này, nhìn mặt đất quen mắt này, tôi mình bất giác nhớ đến ngàn năm trước khi mới xuất hiện ở hỏa xích tinh này. Tôi mình khẽ thở dài, ở giữa không trung sống gần khuếch tán, bao gồm quan tài cũng biến mất. Hết tập 148 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lachido. Tạm biệt tất cả mọi người.